Trăng xanh Nam Mỹ vs Gorilla, con nào sẽ thắng? Admin rất vui khi được gặp lại các bạn. Chủ đề hôm nay sẽ là trận chiến kinh điển giữa bò sát và linh trưởng, trăng xanh Nam Mỹ và kỷ độc Gorilla. Ok, trước hết chúng ta cùng tìm hiểu qua về hai loài này nhé. Trăng Nam Mỹ dù không phải là loài rắn dài nhất, nhưng chính là loài rắn lớn nhất trên thế giới hiện nay. Chúng sống trong lưu vực sông Amazon ở Nam Mỹ, trong đó loài trăng xanh Nam Mỹ là loài lớn nhất trong 4 loài thuộc họ này. Chúng có thể dài đến 5,21 mét và nặng 97,5 kg khi trưởng thành. Con trăng xanh lớn nhất từng được ghi nhận dài đến 9,1 mét và nặng 250 kg. Trăng xanh di chuyển bằng cách bò trên mặt đất. Nó có thể di chuyển với tốc độ 8 cây số ở trên cạn. Còn ở dưới nước thì tốc độ của nó tăng lên gấp đôi, đạt 16 cây số trên giờ. Kỷ độc gorilla là một chi linh trưởng thuộc họ người, là động vật ăn cỏ sống trong rừng rậm châu Phi. Chúng là giống lớn nhất trong bộ linh trưởng còn tồn tại. Kỷ độc được trưởng thành nặng từ 135 đến 195 kg, cao 1,5 đến 1,8 mét. Con kỷ độc lớn nhất được ghi nhận ngoài tự nhiên nặng đến 266 kg. Trăng xanh sở hữu chiếc hàm to, chứa 4 hàng răng sắc nhọn và cong vào trong. Những chiếc răng này giúp nó giữ và nuốt con mồi dễ dàng hơn. Da của loài này rất dày và bền, có thể chịu được lực cắn của cá sấu lớn. Đây là thứ vũ khí giúp nó phòng thủ rất hiệu quả. Khỉ đột thì có răng cứng, khỏe để có thể nhai vỏ cây. Đặc biệt răng nanh của chúng cũng rất dài và sắc. Lực cắn mạnh hơn cả linh cẩu, đạt 590 kg trên 1 inch vuông. Gorilla khỏe hơn một người đàn ông bình thường gấp 10 lần. Cú đấm của nó có thể đạt đến 1 tấn trên 1 inch vuông, dễ dàng làm vỡ kính bảo vệ vườn thú. Khỉ đột có tốc độ chạy lên tới 40 km/h. Ngoài ra chúng là loài rất thông minh so với những loài thú bình thường, biết sử dụng công cụ hỗ trợ. Trăng thì đương nhiên kém thông minh hơn. Tuy nhiên thì gorilla có lẽ sẽ không biết được loài trăng Nam Mỹ nguy hiểm đến thế nào để mà đề phòng. Loài trăng không có nọc độc giống như rắn. Chúng giết mồi bằng cách dùng cơ thể dài của mình quấn nhiều vòng vào con mồi, sau đó dùng sức mạnh ép con mồi đến ngạt mà chết. Lực xiết của trăng xanh Nam Mỹ đạt 634 kg trên 1 decimet vuông. Con mồi của chúng là các loài thú như nai, heo rừng, thậm chí cả cá sấu cai mang. Khỉ đột có cấu trúc xương to và chắc khỏe hơn nhiều so với con người. Cộng thêm lớp lông dày nên khả năng chịu chấn thương của nó rất tốt. Kỹ năng chiến đấu giỏi và sức bền cao do thường xuyên chiến đấu với các con khỉ đột đực khác và cả thú săn mồi như báo hoa mai. Giống như các loài trăng khác, trăng xanh Nam Mỹ có điểm yếu ở phần đuôi. Nếu như bị khỉ đột cắn trúng chỗ này thì nó sẽ yếu đi nhiều. Điểm mạnh của thanh niên này là có da dày, sức bền tốt và nhất là có lực xiết rất mạnh. Điểm yếu của khỉ đột, khi bị trăng quấn rồi thì nó sẽ khó lòng mà thoát được. Cú cắn của khỉ đột mạnh nhưng có lẽ không đủ để làm trăng phải buông ra. Nếu bị trăng quấn đủ lâu nó sẽ ngộp mà chết. Điểm mạnh là nhanh nhẹn hơn, to lớn hơn nhiều, hàm siêu khỏe và có hai cánh tay siêu mạnh. Thường khỉ đột khá sợ khi phải đối mặt với những con rắn nên nó sẽ cố tránh xa. Trăng Nam Mỹ có lẽ cũng không muốn ăn một con vật to cao đen hồi như vậy. Tuy nhiên giả sử chúng phải chiến đấu đến chết với nhau thì nhiều khả năng khỉ đột sẽ bị trăng quấn, chứ không tránh né như mèo được. Khi đó nó khó mà thoát ra được vòng vây của trăng. Giả sử trận chiến diễn ra giữa một con khỉ đột 170 kg và một con trăng 95 kg, cả hai đều khỏe mạnh. Vậy theo mình, khả năng thắng của trăng sẽ là 70%. Nếu sự chênh lệch kích thước này thay đổi thì kết quả trận đấu cũng sẽ thay đổi theo.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.